của hiện nay mình không thể nào chối bỏ và muốn nhận được cái vai trò của kẻ chủ TV. Nó không chỉ là nơi đặt các thiết bị giải trí mà còn là một cái sản phẩm góp phần tạo nên vẻ đẹp và tính thẩm mỹ cho một không gian phòng khách. Và video ngày hôm nay xin giới thiệu đến mọi người một siêu phẩm vừa mới cập đến tại cửa hàng đã phát sinh năm quận 7 với địa chỉ số 92 đường Nguyễn Hiệp Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là kệ tủ TV cổ Hưng Đá. Kệ tủ TV cổ Hưng Đá này được thiết kế và thực hiện bởi các nhà nghệ nhân của Nội thất Sơn Đông giàu kinh nghiệm. Đây mời mang phong cách hiện đại, trang nhã và tính độc đáo riêng cho phòng khách của bạn. Ngoài bộ bàn ghế thì kệ TV là một sản phẩm đóng vai trò trung tâm, được ví như linh hồn của phòng khách. Đây là nơi cả các thành viên trong gia đình nó quay quần với nhau, cùng xem những chương trình giải trí và gắn kết thêm tình cảm gia đình. Mẫu thiết kế TV này được thiết kế nhỏ gọn với các đường nét đơn giản, đem lại sự nhẹ nhàng, thánh thót, sẽ làm bừng sáng cho không gian gia đình của bạn. Kệ tủ TV được làm hoàn toàn từ chất liệu gỗ hương đá tự nhiên, với chất liệu gỗ hương đá cán chắc, chống lại cong bên, ẩm mốc, mối mọt hiệu quả, đồng thời sử dụng càng lâu thì giá trị kinh tế càng cao. Và một trong những ưu điểm mà khiến khách hàng say mê về gỗ hương đá là về văn và màu sắc của nó. Đây, mình hãy xem những đường văn. Những đường văn nâu với nhiều chi tiết lạ mắt kết hợp với nền gỗ màu nâu ánh hồng tạo nên sự độc đáo và lạ mắt. Thì kệ tủ TV này được thiết kế làm từ những thanh gỗ làm thành những cái ô vuông như thế này, đối xứng. Thì hai hộp này mình có thể sử dụng làm nhiều mục đích, là để các tài liệu, sách báo và các đều mót điều khiển. Này. Được thiết kế các chi tiết này rất là tỉ mỉ, được tính toán rất là tỉ mỉ. Và chiều dài của kệ tủ TV này là 1,6. Và kệ tủ TV cổ Hưng Đá này chỉ với mức giá rất là rẻ, chỉ với là 13.500.000. Chúng ta đã sở hữu ngay một kệ tủ TV độc đáo, thanh lịch và tinh tế thế này. Chi tiết đó, quý khách có thể truy cập vào website nhoihocsuyendong.com hoặc có thể đến cửa hàng Nhoi Hoc Sơn Đông, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với hotline 0869018768 để được nhân viên chúng em tư vấn hỗ trợ. Sẽ được hưởng chính thức ưu đãi là bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn, mua 1-1 trong vòng 30 ngày sử dụng. Và cảm ơn quý khách đã xem hết video. Chúc quý khách có thêm được sự lựa chọn phù hợp với không gian gia đình mình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.